Kết cấu của ngôi nhà được xây dựng theo lối kiến trúc cổ, ba gian hai trái. Phần gạch xây thì được lấy từ Vĩnh Long lên, còn thợ xây thì được mời từ Huế vào. Thợ Huế thì cực kỳ nổi tiếng và có tay nghề cao trong việc thiết kế và xây dựng những ngôi nhà cổ, nhà rường. Mặc dù trải qua thời gian dài thì kết cấu của ngôi nhà cũng đã bị hư hại ít nhiều, nhưng gần như vẫn còn giữ được những đường nét kiến trúc ban đầu. Dạ, con chào ông ạ. Thì ông ở đây được bao nhiêu năm rồi ông? Tôi ở đây cũng lâu rồi, 20 năm hơn. 20 năm, dạ. 20 năm. Dạ, kết cấu của ngôi nhà này là được bảo quản nguyên mẫu ban đầu luôn hay là có thay đổi sửa chữa gì không? Nó không có sửa chữa gì hết, nó vẫn như cũ vậy thôi. Dạ. Ban đầu. Rồi nó bây giờ nó bị hư, nó bị mối ăn một số chỗ là cái mè để mà lợp ngói mà nó vậy. À. Xin chào tất cả các bạn. Khu vực mà mình đang đứng đây là quận chính cũ. Hiện nay thì thuộc thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Cách đây khoảng vài chục năm thì nơi đây là cái khu vực còn khá là hoang sơ và ít cư dân sinh sống. Nhưng với tốc độ đô thị hóa cũng như là quá trình phát triển của thành phố Hồ Chí Minh thì nơi đây dần dần trở thành một cái khu dân cư sầm uất, đông đúc. Tuy nhiên, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái căn nhà cổ đã có tuổi đời lên đến hàng trăm năm, nhưng cho đến bây giờ thì vẫn còn giữ được những cái đường nét kiến trúc ban đầu. Mời các bạn cùng mình tìm hiểu nha. Ngôi nhà cổ này là một trong những chứng tích cuối cùng của làng Tổng Thủy, một trong những làng ấp cũ được hình thành từ thời khai hoang lập ấp của vùng đất gia đình xưa. Theo một số nguồn tài liệu ghi chép lại thì ngôi nhà này được xây dựng vào năm 1883 dưới thời vua Từ Đức. Người chủ đầu tiên của ngôi nhà là một nhà nho tên là Nguyễn Minh Giác, hiệu là Tấn Minh, gia tộc ở Thuận Hóa, di dân vào vùng Thủ Đức, Gia Định để khai phá và xây dựng. Sau đó thì ngôi nhà được truyền qua nhiều đời chủ và vẫn sừng sững, gan lì qua biết bao biến động của thời cuộc. Như vậy tính đến nay thì ngôi nhà này đã tồn tại được 140 năm rồi các bạn. Phần sân vườn của ngôi nhà bị thấp trũng nên được tận dụng để trồng rau muống. Khuôn viên sân thì cỏ dại mọc quá trời luôn rồi. Tường bao của khu đất cũng được xây dựng rất là kiên cố. Mái ngói của ngôi nhà thì đã gãy đổ và hư hại rất nhiều. Mặt tường thì cũng bị bong tróc. Các cái chi tiết hoa văn trang trí trên cột kèo được đắp nổi rất là sinh động. Đây là những cái khung tranh. Chủ của ngôi nhà hiện tại là ông Nguyễn Minh Luận. Ông vừa là họa sĩ, vừa là một nhà điêu khắc. Kết cấu của ngôi nhà được xây dựng theo lối kiến trúc cổ, ba gian hai trái. Phần gạch xây thì được lấy từ Vĩnh Long lên, còn thợ xây thì được mời từ Huế vào. Thợ Huế thì cực kỳ nổi tiếng và có tay nghề cao trong việc thiết kế và xây dựng những ngôi nhà cổ, nhà rường. Mặc dù trải qua thời gian dài thì kết cấu của ngôi nhà cũng đã bị hư hại ít nhiều, nhưng gần như vẫn còn giữ được những đường nét kiến trúc ban đầu. Dạ. Đồ nội thất bên trong vẫn còn được sử dụng và bảo quản khá tốt. Bộ cửa gỗ gồm 6 cánh này cũng làm trong nhiều năm trời mới hoàn thành. Những cái đường nét hoa văn trên các ô học thể hiện cái sự công phu tỉ mỉ trong từng công đoạn. Mái ngói ở bên trên thì bị thủng một số chỗ. Dạ, nếu trời mưa thì chắc chắn sẽ bị dột. Ông Luận hiện nay thì cũng đã lớn tuổi nên việc sửa chữa cũng khá là khó khăn. Ba cái chùm đèn ở phía trên vẫn còn nguyên luôn.
trên hai trụ chính vẫn còn lưu giữ được hai cái câu đối bằng chữ Hán rất là giá trị. Đây là một trong những tác phẩm điêu khắc của ông Luận này các bạn. Ngôi nhà hiện nay có 3 gian thờ chính, được đặt ở vị trí trang trọng nhất. Còn khá nhiều những cái bút tích các cụ để lại vẫn còn được con cháu lưu giữ đến ngày nay. Bút tích này theo như mình thấy là được lưu giữ từ Xuân Đinh Tỵ năm 1975 hay là 78 gì đó. Các nét mực vẫn còn đọc rõ. Dạ. Chỉ một vài chữ ở hai dòng cuối cùng là đã bị mờ thôi. Gian thờ phía bên này là của cụ Nguyễn Minh Giáp, người đã xây dựng nên căn nhà này. Đây là di ảnh. Hiện nay thì ông Luận đang sống với người em của mình là ông Chính. Hiện tại thì mình đến đây vào đúng cái giờ ăn trưa nên là hai ông đang ăn trưa. Đây là di ảnh của bà nội ông Luận. Còn cái phần cốt này là của chú út của ông Luận. Theo như mình quan sát thấy thì chỉ có phần mái ngói là đã bị hư hại một phần thôi, còn những cái kết cấu còn lại thì hầu như còn được bảo quản khá là nguyên vẹn. Chất liệu gỗ để làm nên cái căn nhà này thì cũng là một loại gỗ tốt, cho nên mới có thể trường tồn qua hàng trăm năm như vậy. Ở phía sau này cũng còn một cái bức liễn. Cái bức liễn này thì thường thấy trong những cái căn nhà cổ hoặc những cái ngôi đình. Dạ con chào ông ạ. Thì ông ở đây được bao nhiêu năm rồi ông? Tôi ở đây cũng lâu rồi, 20 năm hơn. 20 năm dạ. 20 năm. Dạ, kết cấu của ngôi nhà này là được bảo quản nguyên mẫu ban đầu luôn hay là có thay đổi sửa chữa gì không? Nó không có sửa chữa gì hết, nó vẫn như cũ vậy thôi. Dạ. Ban đầu. Rồi nó bây giờ nó bị hư, nó bị mối ăn một số chỗ là cái mè để mà lợp ngói mà nó vậy. À. Con thấy cái phần nền gạch này được lát bằng cái loại gạch đỏ mà có hình lục giác này rất là đẹp và lạ mắt không? Ông có thể cho con biết là cái nguồn gốc của cái loại gạch này là ở đâu không? Tôi không biết nữa mà tôi nghĩ là cái, có lẽ là một cái gạch này có khi tôi nghĩ là nó ở dưới Vĩnh Long. À. Tại vì tôi xuống mấy cái lò gốm ở dưới Vĩnh Long thì ta thấy người ta cũng chắc ngày xưa người ta sản xuất gạch ở Vĩnh Long có lý. Dạ. Ở Đồng Nai thì sau đấy, tại vì cái nhà này nó xây lâu rồi thì thử ra là có lẽ là ở Vĩnh Long người ta làm. Dạ. Không biết thì chuyển ở đâu về tôi không thể biết. Dạ. Con cũng được biết là cái căn nhà này hiện tại là đang nằm trong cái diện quy hoạch giải tỏa là có phải không? Cái nhà này thì thật ra là cái khu này, cái làng này nó không bị quy hoạch giải tỏa. À. Người ta lấy thêm vào sau khi người ta nó nằm ở ngoài. Dạ. Nhưng mà sau đó người ta mới lấy thêm chứ nó không phải nằm trong cái giải quy hoạch. À. Rồi là cái làng này bị lấy thêm. Dạ. Phần đất này lấy thêm để phục vụ cho cái khu công nghệ cao quận 9 hay sao? Thì nó phục vụ khu công nghệ cao quận 9 nhưng mà nó lấy thêm chứ không phải là nó nằm trong quy hoạch. Dạ. Còn phía nguyện vọng của gia đình là vẫn muốn giữ lại để truyền tiếp qua nhiều đời nữa đúng không? Cái này là đương nhiên là gia đình là phải muốn giữ lại chứ. À dạ. Tại vì cái này là của ông bà chứ không phải của tôi đâu. Dạ.
Dạ rồi, cho con hỏi là hiện tại là cái nguồn thu nhập chính chủ yếu của ông là đến từ đâu ạ? Tôi thu nhập tôi chả có gì, trồng rau trồng cỏ bán sống, Dạ. vẽ tranh vẽ chiếc. Dạ. Dạ con cảm ơn ông ạ. Ông chúc hai ông nhiều sức khỏe và vui vẻ nhau. Dạ. Kể cả những cái kết cấu bằng bê tông cũng còn rất là vững chắc các bạn. Ở phía sau này cũng còn một cái gian phụ nữa. Và đây là cái lối hành lang để đi ra phía gian sau. Với cái kết cấu này thì trước kia mình nghĩ ở đây cũng có một cái hệ thống mái, nhưng mà hiện tại thì đã gãy đổ rồi. Đây là cái khu vực vườn bên cạnh. Cái nhà này có thể trước kia là một cái công trình phụ, nhưng mà hiện tại cũng không còn sử dụng nữa. Gian nhà phía sau này thì phần mái ngói cũng bị hư hại khá nhiều. Dạ chào chú ạ. Quay đây con. Dạ. Tại sao này nó không bằng trước, sao À. nó hư nhiều, sàn ăn nhiều. Cột kèo là nó vẫn còn nguyên á chú. Còn nguyên dạng của nó luôn á, nhưng mà với điều nó bị buộc xè ăn cũng chút đỉnh. À. Bằng tay rồi nó cũng còn hư hao, vui rồi. Chú làm cái À, chú thuyền làm sau cái này đúng thuyền không? này không? Dạ. Cái gỗ này ban đầu là nó có màu đen vậy hay là do thời gian nó đen rồi Không chú? có thời gian, chắc lúc trước chú không biết, nhưng mà từ chú ra 20 năm mà nó đen gì đó. À là chú ở đây 20 năm rồi hả? Nó đen vẫn đen gì đó. Dạ. Ở đây vẫn còn một cái bức tranh bằng gỗ. Phía sau này là một cái cơ sở để sửa chữa cano cũ. Hiện tại vẫn còn hoạt động bình thường nhưng mà cũng khá là ít. Ôi, sợ mất bác sĩ em đâu mà đừng có sợ nha. Dạ. Ở đây không rồi. Dạ rồi chú. Đây là cái hướng này, nhìn từ phía sau ra trước các bạn. Một cái căn nhà cổ rất là đặc trưng. Ở phía trên mái còn có một cái hoa văn nè bạn. Cái hoa văn này thì thường xuyên xuất hiện trong những cái ngôi nhà cổ, nhà rường. Hiện nay thì ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, số lượng các căn nhà cổ được bảo quản và tồn tại đến nay còn cực kỳ ít, chỉ đếm trên đầu ngón tay, và hầu như đang đứng trước nguy cơ biến mất dần theo quá trình đô thị hóa. Riêng căn nhà này cũng đang nằm trong diện giải tỏa theo kế hoạch mở rộng khu công nghệ cao của thành phố Hồ Chí Minh. Cá nhân mình là một người yêu thích những giá trị dân gian, truyền thống, nên sẽ cảm thấy rất là tiếc nuối nếu như mà thời gian tới sẽ không còn cơ hội được bắt gặp những nơi chốn, những địa điểm tương tự như vậy nữa.